Xin chào tất cả các bác, hiện tại tôi đang ở trên đường xa lộ Hà Nội. Và nếu mà đi về cái hướng này các bác này, đó là đi về Đồng Nai. Và đi hướng lên trên này thì đi lên lại thành phố. Còn phía trước mặt bác ấy, đó chính là đường khu làn đại học. Thì đây các bác nhìn thấy không, đây là chính là cái hệ thống đường cao tốc, đường ray ấy, đường sắt trên cao ấy, đô thị của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái tuyến Suối Tiên Bến Thành nha các bác. Thì cái điểm dừng cuối cùng của cái bến tàu này ấy, là nó nằm ở phía dưới này, phía về Đồng Nai. Thì bây giờ tôi sẽ cùng các bác thám hiểm và khám phá cái đường tuyến đường sắt trên cao này để xem ấy, nó tiến độ của nó như thế nào rồi, và nhận định xem các cái giá trị bất động sản xung quanh cái tuyến đường sắt đến thành phố Tiên này nó là như thế nào. Nói chung là sau khi mà cái tuyến này triển khai ấy, thì toàn bộ những cái bất động sản nằm ở sát với cái con đường này, sát với cái con đường sắt này ấy, là đều tăng giá hết. Đơn giản là vì giá trị của một bất động sản được quyết định chủ yếu là bởi hệ thống giao thông của nó kết nối tới. Hệ thống giao thông kết nối tới càng tốt thì giá trị bất động sản càng cao. Thì bây giờ chúng ta chạy xuống dưới này và chúng ta chạy lên Sài Gòn nhé, để đi dọc cái tuyến này luôn, cùng nhau khám phá với chúng tôi nhé. Sẽ có một số đoạn chúng tôi nói và có một số đoạn chúng tôi sẽ tua nhanh nha các bác, vì chúng tôi không thể để nguyên cái video chạy thẳng lên tận Bến Thành được. Rồi bây giờ chúng ta khám phá nào. Bên này là cái bến đổ của tàu các bác này. Có phải là ga mấy chiếc cái tàu nó sẽ đổ phía bên này nhá. Nó dừng nghỉ ấy là phía bên này. Đó. Đi thôi nào. Tới đây chúng ta vòng lại nhá. Nếu đi thẳng là về cầu Đồng Nai đây. Bụi lắm, đường này xe container nhiều ác. Đây là cái bến các bác này. Đây là một bến cao tốc đường sắt trên cao này. Ôi, bụi lắm. Rồi bắt đầu hành trình nhá, đi lên quận 1 thôi. Nói chung là cái phía này, phía ở dưới này, phía lên ngang cầu Sài Gòn ấy, là cơ bản là người ta đã hoàn thiện rồi. Nói chung là đã làm xong cái bề đỡ đó đấy, cái con đường ấy, cái đường dẫn là nó đã làm xong rồi và đang trong quá trình hoàn thiện. Đặc biệt là các cái trạm dừng, thì phía này là có cái trạm dừng của làng đại học nha các bác. Thì phía trạm dừng này là lớn nhất đấy, vì chỗ này là dành cho đại học và cho sinh viên này, cho nên trạm dừng đấy rất lớn. Khi đi khoảng tầm 1 km đấy thì chúng ta sẽ có một cái trạm dừng để mà cho người khách lên và khách xuống. Thì không rõ là bao giờ cái tuyến này thì nó mới đưa vào hoạt động, nhưng mà chắc tầm khoảng 2-3 năm nữa thôi là sẽ đưa vào hoạt động từng phân đoạn rồi đấy. Còn hiện tại thì chưa đâu. Thì các bác nhìn thấy nó hoành tráng không? Phía bên kia là Suối Tiên rồi nhá. Phía bên trái các bác ơi, đó là Suối Tiên rồi đấy. Đây có một cái trạm dừng này. Trạm này cũng khá to đấy. Trạm này là trạm Suối Tiên nhá các bác. Trạm dừng Suối Tiên.
Cầu Sài Gòn nào. Wow, Cabinum Central Park kìa. Lên đẹp luôn. Chưa bị dẹp rồi, dẹp để dẹp cho cái cậu Vinhome Central Park này rồi. Đấy, trạm dừng tất cả đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua đường Nguyễn Hữu Cảnh. Vì cái cao tốc này là nó đi qua đường Nguyễn Hữu Cảnh nha các bác. Chứ nó không đi tới đâu cả Tân Hàng Xanh đâu. Ở đây chúng ta rẽ vào này. Đường Nguyễn Hữu Cảnh nha các bác. Thì phía này là đằng Vinhome Central Park này. Đằng bên kia là Sài Gòn Pearl. Thì cái đường này là cái rốn ngập của Sài Gòn. Đường này ngập một phát là rất là nhiều chiếc xe chết máy ở khu vực này. Ngập ác luôn á. Ngập nhiều lắm. Đấy thì đường sắt đây thì nó chạy qua khu này. Phía đầu này nhá, tới đầu này là chúng ta sẽ thấy nhá. Khu này là khu cao cấp bậc nhất Sài Gòn rồi đấy. Một trong những cái khu đỉnh cao luôn. Một căn ở đây khoảng tầm 4-5 tỷ một căn. Khác lắm. Đây đường Nguyễn Hữu Cảnh, bây giờ chúng ta xuyên vào trong thành phố luôn. Bây giờ nó xuyên qua phía bên này các bác này. Xuyên qua bên này nó vòng vào vòng qua bên kia nha các bác. Nó chạy về vòng này, bây giờ đi vòng qua quận 1 này. Thì tới cái đoạn gốc này ấy, là nó bắt đầu chui xuống dưới đất. Nó bắt đầu chui xuống dưới đất nha các bác. Nó chui xuống dưới tầng hầm ấy. Thì đây là thằng Vinhome Golden River nha các bác. Đây là của Vingroup luôn. Nhưng hiện tại nghe nói là bán cho thằng Vạn Thịnh Phát rồi. Nghe nói là như thế. Còn thực cư thế nào thì tôi không rõ. Bây giờ tới đường Tôn Đức Thắng là chúng ta chả biết là nó chui xuống tầng hầm. Nó xuyên qua phố đi bộ Nguyễn Huệ và đi qua bến Thành. Đây là cái trạm Ba Son này các bác. Trạm này là trạm dưới lòng đất nha các bác. Trạm này là đi dưới lòng đất này. Đấy. Thì chúng ta rồi xuống trạm này thì đi dưới lòng đất đi lên. Đây là trạm Ba Son. Đấy. Chỗ này là bắt đầu chúng ta xuyên dưới lòng đất rồi này. Khu này là chúng ta bắt đầu xuyên dưới lòng đất rồi nhá. Và nó sẽ xuyên đi qua phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sau đó sẽ xuyên dọc đường Lê Duẩn. Và sẽ đi đến Bến Thành. Bến Thành là điểm cuối cùng của cái tuyến này. Đấy, bên này vẫn là thằng Vinhome Golden River này.
đây là cái tuyến ở dưới tầng hầm ấy. Tầng hầm ở đây là cái trạm dừng. Đây là trạm dừng phố đi bộ nha các bác. Nó nằm ngay trước trụ sở của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đấy, phía bên này này. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên này nhá. Đây là trụ sở của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh này. Đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ này. Thì cái đoạn này là nó xuyên qua dưới cái thằng này luôn này. Đây là khách sạn Rex nha các bác. Khách sạn Rex, một trong những khách sạn rất nổi tiếng ở Sài Gòn, 5 sao. Và khách sạn này là của nhà Hồ Ngọc Hà nhá. À quên, nhà Tăng Thế Nà. Hồ Ngọc Hà thì không phải đâu. Đây, đây là cái tuyến này của chúng ta này. Đây là tuyến đấy, đây là cái trạm dừng của nó đấy. Trạm dừng của nó đấy, trạm dừng phố đi bộ. Bên này đường Lê Duẩn ở này, bây giờ chúng ta chạy qua đường Lê Duẩn nhá. Chính là cái trạm dừng dưới lòng đất, đường Lê Lợi, Pasteur. Trạm này cũng lớn lắm đấy. Và nó xuyên phố đi bộ luôn. Bây giờ chúng ta đi rẽ trái ấy, là chúng ta sẽ đi lên Bến Thành nhá. Bến Thành đầu này rồi. Đoạn này là cái xe vô địch thế giới. Ở Sài Gòn thì đoạn này là được cái xe nhất thế giới luôn. Bây giờ chúng biết có đi vào đây được không này. Không vào được là đuối. Là tôi đuối luôn á. Chết rồi, không rẽ vào được rồi. Ôi mai chúa. Phải đi vòng rồi. Không vào được, đi bộ thôi. Thôi, đi vòng lại. Tiếp tục. Nó chặn tiếp rồi. Đang xây đấy. Rẽ qua đây nào. Đây có đường rẽ vào này. Rồi, đến Bến Thành rồi đấy nhá. Đây là cái trạm Bến Thành này. Công viên 23 tháng 9. Ngày xưa là có cái vòng xoay ở đây này, giờ nó dẹp rồi. Bây giờ làm một vòng bên cái này chúng ta thử nhá. Thế là xong video đấy. Còn các bác đánh giá về cái kia cao tốc này như thế nào? Đây là chợ Bến Thành này. Và các bác đánh giá về bất động sản quanh cái khu này như thế nào ấy, thì các bác nhớ gửi dưới bình luận nha các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Bây giờ tôi chạy tới đâu này tôi vòng lại thôi. Và như thế là xong xong cái chuyến hành trình của chúng ta. Đấy thì cái tuyến này là nó là tiến độ của nó là như thế. Và tôi tin chắc là nó là làm nhanh hơn Hà Nội và đẹp hơn Hà Nội. Tôi tin chắc rồi. Vì tôi đã từng đi Hà Nội rồi. Đi Hà Nội thì cách đây tầm mấy tháng là tôi đã đi rồi. Nhưng mà thấy cũng không thể bằng Sài Gòn được. Sài Gòn của người Nhật làm, chất lượng Nhật chắc chắn là sẽ tốt hơn rồi đúng không? Đây là công viên 23 tháng 9 này các bác. Công viên này là công viên nằm ở trung tâm Sài Gòn luôn nhá. Và hiện tại thì bị cắt mất một phần để làm nhà ga tàu cao tốc. Đến đây là xong rồi đấy. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nha các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Giờ Bến Thành đâu có còn ra Bến Thành ở đâu. Nó bị rào hết rồi. Nhìn xấu lắm. Chắc khoảng vài năm nữa ta mới thấy lại Bến Thành như năm xưa đúng không? Và bây giờ thì đâu có thấy được chợ Bến Thành ở đâu. Rồi, video xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác rất là nhiều.